Căn phòng nhỏ chưa đầy 30 mét vuông này vừa là nơi làm việc, học tập, vừa là nơi sinh hoạt của hai mẹ con Trần Đăng, Gia Bảo. Điều đáng nói, căn phòng này cũng chẳng phải thuộc sở hữu của mẹ con em, mà chỉ là một căn phòng được thuê lại. Tai họa ập xuống gia đình Bảo vào năm 2013. Trong một lần làm công việc lái xe như thường nhật, bố của Bảo đã bị tai nạn giao thông và vĩnh viễn rời xa vợ con chỉ ít ngày sau đó. Trước khi bố nhà mất, ông bà cũng không có, hai vợ chồng kiểu cũng làm công nhân bươn trải. Hồi bé cháu nó hay ốm, cuộc sống thì cũng rất là khó thôi. Sau khi bố cháu mất thì nó lại càng khó hơn. Cả gia đình không có một bức ảnh chụp chung, ảnh riêng của bố cũng chẳng còn lại gì. Nhưng gần 10 năm trôi qua, mỗi khi nhắc về bố, Bảo vẫn luôn xúc động nghẹn ngào. Bóng hình bố, những kỷ niệm với bố như được em khắc sâu trong trái tim. Cháu cao, người cháu cũng hơi gầy ạ. Của cháu thì bà hay giúp đỡ mẹ cháu. Xong rồi cháu đi chơi, rồi cháu đi học ạ. Sau khi chồng mất, chị Vân trở thành trụ cột của gia đình. Nhưng thương con thiếu thốn tình cảm của bố nên chị luôn cố gắng để bù đắp khoảng trống ấy. Vì vậy, chị luôn lựa chọn những công việc dù tiền công không cao nhưng có thể vừa làm vừa chăm con nhỏ. Chỉ còn một mình để nuôi con thôi. Cố gắng làm nhiều, làm hàng nhiều khi không một lơi không đủ thì lại nhận nhiều lơi. Nhưng mà buổi tối thì lại mang hàng thêm về. Từ khi học mầm non đến những năm học tiểu học, mẹ con Gia Bảo sống tại xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên cùng ông bà nội. Khi mẹ đi làm, ông bà là người đưa đón Bảo đến trường, chăm cho em ăn, lo cho em ngủ. Thiếu tình cảm của bố, nhưng Gia Bảo luôn nhận được sự yêu thương vô bờ bến của mẹ và ông bà nội. Bây giờ mang gọi là quả cam quả quýt về đây thì không cho cháu nội thì không cho cháu nào. Rồi tôi thiết thương cháu cho nên cháu không về được, cháu mải học. Tôi lại đạp xuống đi cho cháu. Chẳng phụ công của ông bà và mẹ, Gia Bảo luôn không ngừng nỗ lực trong học tập. Từ một cậu bé trường làng, không có điều kiện để đi học thêm, em cứ miệt mài ôn đi rồi tập lại những bài toán, những câu văn trong sách giáo khoa. Cuối cùng, Gia Bảo đã đỗ vào một trường trung học cơ sở top đầu của thành phố với số điểm khá cao và đạt được mục tiêu bản thân đặt ra. Ở môi trường học tập mới, với tính cách ngoan ngoãn, hiếu học, Gia Bảo luôn được thầy yêu, bạn quý. Em thấy ở trên lớp bạn khá là chăm chỉ, chăm ngoan học giỏi. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng bạn đã cố gắng học tập tốt, nghe lời thầy cô. Thì em là học tập tốt, và rất chịu khó ở lớp, chăm ngoan học giỏi. Và trên lớp thì các thầy cô giao cho các con các cái công việc, thì con hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Và về nhà thì con có phụ giúp mẹ. Khi đến với ngôi trường mới, Gia Bảo được học thêm nhiều môn năng khiếu và từ đó ước mơ của em cũng nảy nở. Đó là học nhất môn toán á. Môn đấy làm cho cháu cảm thấy thích thú, làm cho cháu vui. Cháu muốn làm cầu thủ đá bóng á. Cháu cũng thích làm bóng, ý thích cháu là hậu vệ ạ. Ước mơ của Bảo cũng là ước mơ của mẹ em. Với suy nghĩ con cố thì mẹ cũng phải cố từ lâu đã trở thành động lực cho chị Vân. Làm cả thứ bảy chủ nhật không có ngày nghỉ, làm ngày chưa đủ, chị còn tranh thủ làm đêm để kịp trả hàng cho đúng tiến độ. Nhiều khi được cùng ngủ, cùng thủ thỉ trò chuyện cũng là điều mà cả hai mẹ con đều rất mong mỏi. Bữa ăn mẹ xong chưa? Hầu như ngày nào cũng hỏi 10 ngày như cả 10 luôn. Mẹ ơi xong chưa, đi ngủ thôi. Mà cứ bảo nhắc con là phải đi ngủ sớm, ngủ đúng giờ. Nhưng mà con thường cứ hay đợi mẹ. Mất một thời gian đầu là cứ bao giờ mẹ đi ngủ thì con mới ngủ. Còn bây giờ làm gì trời chán, mẹ có khi là ngủ trước mẹ. Mẹ miệt mài lao động để cuộc sống của hai mẹ con được đầy đủ hơn. Biết mẹ vất vả nên những lúc không phải học, Bảo dành hết thời gian làm việc nhà giúp mẹ với mong muốn mẹ có thời gian được nghỉ ngơi. So với những đứa trẻ khác thì Bảo nó rất là ngoan. Mà Bảo gì là nó cứ nghe răm rắp, hè là nó cứ toàn làm thêm cùng phụ cùng mẹ mà. Còn bây giờ cháu đi học không có thời gian phụ mấy. Còn trước mùa hè toàn mẹ tăng giờ, con tăng giờ theo. Mẹ sưởi ấm cho con vì mẹ mà cố gắng. Cứ thế hai mẹ con Bảo đang viết nên một câu chuyện đẹp về tình yêu thương, sự lạc quan và tinh thần vượt khó vươn lên. Kính chào quý khán giả truyền hình, các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo và các bạn học sinh đã đến với chương trình Chắp cánh ước mơ của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình do VNPT Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên đồng tài trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên bảo trợ thông tin.
Đến tham dự chương trình trao học bổng chắp cánh ước mơ hôm nay có sự hiện diện của các vị đại biểu khách mời. Trân trọng giới thiệu ông Vũ Quang Huy, Phó Giám đốc VNPT Hưng Yên. Trân trọng giới thiệu ông Hoàng Văn Tiệp, trưởng phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Hưng Yên. Đến với buổi trao học bổng chương trình chắp cánh ước mơ hôm nay còn có sự hiện diện của đông đảo các thầy cô giáo và các bạn học sinh đến từ trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, thành phố Hưng Yên. Thưa quý vị, với mỗi chúng ta thì luôn sẽ có những hình bóng, những câu chuyện mà sẽ theo chúng ta đến suốt cuộc đời. Với nhân vật của chương trình học bổng chắp cánh ước mơ ngày hôm nay, hình bóng cao cao gầy gầy của người cha, những câu chuyện mà cha đã kể, những nơi mà cha đã đưa em đi thì sẽ là những kỷ niệm mà không bao giờ em có thể nào quên. Bởi trong một tai nạn giao thông thì người cha đã vĩnh viễn rời xa em. Nhân vật mà chúng tôi muốn nói đến ở đây chính là em Trần Đăng Gia Bảo, học sinh lớp 6C của trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, thành phố Hưng Yên. Hai mẹ con trải qua biết bao nhiêu khó khăn và thiếu thốn trong cuộc sống cũng như là trong học tập. Thế nhưng em vẫn luôn cố gắng phấn đấu và trở thành con ngoan trò giỏi để tiếp thêm động lực cho Gia Bảo. Thì hôm nay hai nhà tài trợ của chương trình là VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên sẽ có một suất học bổng dành cho em, suất học bổng có giá trị là 12 triệu đồng. Ngay sau đây thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Vũ Quang Huy, Phó Giám đốc VNPT Hưng Yên sẽ lên trao học bổng cho em Trần Đăng Gia Bảo. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đại diện nhà tài trợ Vietcombank Hưng Yên, ông Hoàng Văn Tiệp, trưởng phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Hưng Yên sẽ lên trao học bổng cho em Trần Đăng Gia Bảo. Bài học về lòng thương người, bài học về tinh thần giúp đỡ, bài học về sự hy sinh không chỉ được học ở trên những trang vở, không chỉ ở trên những trang giấy trong những trang viết của nhà văn mà còn hiện hữu đâu đó giữa đời thường ở những cái chương trình như thế này. Và tôi tin rằng là khi mà các em lớn lên thì cái sự trưởng thành trong nhận thức của các em, một ngày nào đó các em cũng sẽ lại là cái người trao đi cái tình yêu của mình dành cho những mảnh đời khó khăn khác. Và cái câu chuyện ngày hôm nay tôi tin rằng sẽ truyền cảm hứng đến rất là đông thầy và trò của nhà trường, để thầy và trò nhà trường tiếp tục làm được nhiều điều có ý nghĩa hơn nữa cho các em học sinh, đặc biệt là những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình đã tạo được cái sức lan tỏa đến cộng đồng và đặc biệt là tạo cái động lực cho em học sinh vượt qua những cái hoàn cảnh khó khăn để có những cái động lực để học tập tiếp. Xin cảm ơn hai nhà tài trợ của chương trình là VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên về một phần quà rất là ý nghĩa dành cho em Trần Đăng Gia Bảo. Nếu đồng cảm với trường hợp của em Trần Đăng Gia Bảo hay bất cứ một em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nào của chương trình chắp cánh ước mơ, quý vị và các bạn hoàn toàn có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ chương trình chắp cánh ước mơ, phòng chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, 164 Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, số điện thoại 0363089089. Chương trình chắp cánh ước mơ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tiếp tục hành trình kết nối yêu thương, chương trình chắp cánh ước mơ số tiếp theo sẽ trao học bổng cho em Đỗ Phương Sao, học sinh trường Trung học phổ thông Trương Vương, huyện Văn Lâm. Cô bé 17 tuổi nhưng đã có gần 10 năm sống chung với bệnh lupus ban đỏ. Là học sinh lớp 12 nhưng Phương Sao chỉ nhỏ bé như một học sinh lớp 6. Không có bố, mẹ có bệnh lý về thần kinh nên cứ bỏ nhà đi biển biệt, chẳng có cách gì để liên lạc. Là chị thứ hai trong gia đình, Phương Sao phải tự lo cho mình và chăm sóc các em. Tất cả những thiếu thốn về vật chất, về tinh thần, thêm cả những đau đớn do bệnh tật cũng không thể cản bước Phương Sao đến trường và đến với ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cứu người. Mọi hỗ trợ cho em Đỗ Thị Phương Sao có thể liên hệ địa chỉ em Đỗ Phương Sao, thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, số điện thoại 0379085306. Chung niềm tin vững tương lai.